để sở hữu cái hộp mực in hay là những cái phụ kiện của chính hãng, nhưng mà cái giá chỉ bằng 1/4 so với những cái hãng cùng loại thì không có ai khác, đó là ngoài hãng Brother. Thì trên tay Hương đây là cái hộp mực dành cho cái máy in Brother hiệu là B022, và đây là cái cụm rum dành cho B022. Thì cả hộp mực và cụm rum này dùng được cho rất là nhiều dòng máy của Brother. Tuy nhiên là cái dòng phổ biến nhất mà mình thấy hiện nay là nhiều người sử dụng đó là cái dòng Brother 7535DW các anh chị ha. Thì đây là một cái dòng mới, đây là dòng mực mới đồ của hãng Brother. Thì đối với cái hộp mực B022 này là ở trong này nó sẽ làm ống mực, khi chúng ta cắm vào máy thì mực ở bên trong này sẽ đổ vào máy. Còn ở đây là một cái cụm rum. Thì trong tất cả những cái dòng máy cũng như là dòng mực thì cái dòng của hãng Brother là, thứ nhất, cái chi phí khi chúng ta đầu tư trang bị máy thì nó rất là mềm, rồi nó sẽ rất là dễ sử dụng. Thứ hai nữa là cái hộp mực cũng tương đối rẻ, giống như trong những cái video trước mình cũng đã chia sẻ. Bởi vì sao cái mực rẻ à? Hãng Brother Việt Nam đã được xin tài trợ từ cái Brother của công ty mẹ, thì do đó là tất cả những cái giá đến người tiêu dùng thì họ sẽ được tài trợ, giá nó sẽ không như những cái hãng ví dụ như HP hay là Canon hay là Epson các bạn nha. Thì do đó nếu mà tất cả các anh chị nào mà muốn trang bị máy in, cái chi phí đầu tư đó, nó cũng không quá nhiều, thì mình có thể lựa chọn cái dòng Brother. Và nếu mà muốn trang bị máy in đó, thì các anh chị và các bạn có thể bấm vào nút nhận báo giá để đội ngũ Tức Quy có thể hỗ trợ các anh chị nhanh nhất nha. Tức Quy Top Service.